IKEA là cửa hàng bán đồ dùng cho gia đình được thành lập vào năm 1943 ở Thụy Điển. Người sáng lập là ông Ingvar Kamprad, lúc đó ông chỉ có 17 tuổi. Kể từ năm 2008, IKEA được coi là cửa hàng bán đồ nội thất lớn nhất trên thế giới.